Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái mẹo nhỏ mà nhiều mọi người chưa biết. Nhất là mọi người mình hiểu là cái con chép á, thì nó đa số thì nó cũng na ná nhiều hết. Nhiều khi á, mọi người không có để ý cái miếng lót mỏng này nè nha. Thì mọi người khi mọi người thay cái con khác vô, mọi người cũng để ý nè. Phải theo bãi chim vậy, cái miếng mỏng này mất, mọi người giống như này, mọi người để vô đây. Thì mọi người nhận vô á, mọi người thấy chưa, nó không có đàn hồi được. Nhưng mà cái chép của mình hát á, nhất là nhỏ, không có lớn đâu. Mọi người nên để ý nha. Mọi người thấy không, nó sẽ hỏng lên trên nè, trúng cái này nè. Cái chép, con chép nào á, nó cũng có cái gì này nè hết. Mọi người chia bên lớp vậy, mọi người nhận được thấy không? Đàn hồi đó, như vậy đàn hát có ok. Lớp mỏng rồi, cái hai mặt nha mọi người, cắt mỏng ra để chồng lên. Mọi người rất để ý nha, như cái này là thua nè, hát nhỏ lắm. Cắt dán lên nha mọi người, mình chào mọi người nha.